khi mà hai bạn tập trung với nhau á, Thiên sẽ đệm một vòng hợp âm của một bài hát hoặc do bạn tự sáng tạo nên, thì em sẽ ngẫu hứng trên vòng hợp âm đó. Mà khi mình mới tập á, thì mình sẽ tập những câu hay có sẵn, thì khi mà em tập nhiều câu như vậy á, thì mình sẽ có cái vốn của mình và mình tự sáng tạo lên câu cho riêng mình. Khi mà em lúc đầu tập á, thì mình sẽ nghèo nàn về ý tưởng về câu làm thế nào để cho có nhiều câu câu sẽ hay, thì lúc đó em sẽ đánh theo mô phỏng cái giai điệu chính hoặc là mô phỏng một phần nào đó của giai điệu của bài hát. Sau đây mình sẽ ví dụ một bài cụ thể, đó là bài What's Up được viết ở giọng re trưởng, thì nó sẽ có bốn hợp âm trong vòng. Anh sẽ ví dụ và sau đó là Thiên sẽ đệm thay anh. Re trưởng, bình thường.